nó sẽ mất nhiều thời gian hơn. Ví dụ bạn chỉ dậy trễ xong rồi hết 5 phút nhưng mà bạn lại mất cả 20 phút để chờ người đó ra. Ủa quên rồi. Hi, xin chào các bạn đến với vlog của mình và mình là Hương. Thì qua 2 vlog đầu tiên thì mình nhận được là sự ủng hộ rất là tích cực từ các bạn. Thì ở vlog 3 này mình sẽ tiếp tục chia sẻ về những trải nghiệm mà mình đã trải qua. Thì mình sẽ so sánh giữa ký túc xá và nhà trọ xem là nó khác nhau điều nào nhé. Ok, let's go, bắt đầu thôi. Đầu tiên đó là thuận lợi của ký túc xá nha. Thì giá bình quân của ký túc xá thì một tháng thì dao động từ 200.000 đến 400.000. Còn nếu như bạn muốn ở phòng dịch vụ thì nó sẽ lên tới là 580.000. Rất là rẻ đúng không? Thì so với trọ thì giá thành rẻ hơn rất là nhiều. Ok, thuận lợi thứ hai đó là khi mà bạn chọn sống ở ký túc xá thì cuộc sống của bạn sẽ không bao giờ buồn cả, lúc nào cũng nhộn nhịp hết. Tại vì ở ký túc xá sẽ có rất là nhiều bạn sinh viên cùng trang lứa với bạn này hoặc là lớn hơn bạn. Thì lúc nào đi cũng thấy người ra người vô, cũng lúc nào cũng nghe được âm thanh mấy bạn chơi đàn chơi nhạc. Thì nếu mà các bạn là một người thích sôi động, thích ồn ào thì ký túc xá là một chọn lựa tốt đối với bạn. Thứ hai đó là khi mà bạn chọn sống ở ký túc xá thì cuộc sống của bạn sẽ không bao giờ buồn cả, lúc nào cũng nhộn nhịp hết. Tại vì ở ký túc xá sẽ có rất là nhiều bạn sinh viên cùng trang lứa với bạn này hoặc là lớn hơn bạn. Thì lúc nào đi cũng thấy người ra người vô, cũng lúc nào cũng nghe được âm thanh mấy bạn chơi đàn chơi nhạc. Thì nếu mà các bạn là một người thích sôi động, thích ồn ào thì ký túc xá là một chọn lựa tốt đối với bạn. Còn lựa thứ ba đó là nếu bạn chọn ở ký túc xá thì việc bạn đi học từ ký túc xá tới trường thì sẽ vô cùng là gần luôn. Thì ở ký túc xá Hậu Quân Gia thì sẽ có hai khu, khu A và khu B. Khu A thì sẽ rất là gần trường, còn khu B thì bạn phải đi khoảng 2 cây số mới đến được trường. Bạn sẽ không phải lo về vấn đề kẹt xe nữa, tại vì nó là làng thì sẽ không bao giờ có nhiều người cả. Thì nhiều bạn thì sẽ chọn cách đi xe buýt cho nên là sẽ hạn chế về cái phương tiện là xe máy hơn. Nên bạn cứ thông thả mà đi, không cần phải đi sớm như là các bạn ở trong thành phố bị kẹt xe này nọ. Tiếp theo thuận lợi đó là ký túc xá Hậu Quốc Gia sẽ có một cái sân vô cùng là lớn luôn. Thì ở sân này mình thường thấy là mọi người sẽ tổ chức nhiều sự kiện như là ca nhạc nè, thi đấu này nọ. Hoặc là bình thường không có sự kiện gì thì sẽ là mấy bạn tập thể dục ở dưới sân. Có người thì sẽ đá bóng này, cầu lông, bóng chuyền. Và có những cái câu lạc bộ của ký túc xá cùng sinh hoạt. Và cái giờ giấc mà mình thấy các bạn thường hay tập trung nhất đó là từ 3 giờ chiều cho đến khoảng 8 giờ tối là đông nhất. Và từ 8 giờ trở đi thì bớt hẳn dần đi. Tại vì cũng sắp tới giờ cấm của ký túc xá là 11, trước 11 giờ phải lên phòng á. Ok, cái thuận lợi tiếp theo mà mình cực kỳ thích luôn đó là mình thì rất là tham gia những cái câu lạc bộ. Thì nếu mà bạn có sở thích tham gia những câu lạc bộ để phát triển bản thân mình hơn thì ký túc xá sẽ là một môi trường vô cùng tốt luôn. Ở đây thì mình sẽ PR một chút xíu. Sẽ có câu lạc bộ như là câu lạc bộ võ thuật này, câu lạc bộ âm nhạc, câu lạc bộ phát thanh, câu lạc bộ tiếng Anh ký túc xá. Thì bạn có thể tự do lựa chọn những cái câu lạc bộ phù hợp với sở trường, sở thích của bạn. Phần lợi cuối cùng khi bạn chọn ở ký túc xá đó là bạn sẽ nắm bắt thông tin vô cùng nhanh bằng hệ thống loa truyền miệng của tất cả các sinh viên. Thì mình nhớ có một kỷ niệm đó là Việt Nam đá banh với một nước nào đó, không biết là thi giải gì nhưng mà mình cũng không rành. Nói chung là thi, thì bữa đó Việt Nam thắng và mọi người đã đi biểu tình vòng quanh khắp cái ký túc xá luôn. Thì nhìn từ trên cao nhìn xuống thì thấy mọi người cầm cờ đeo hò la thì mình cảm thấy rất là vui. Và mình nghĩ đây sẽ là một môi trường rất là phù hợp với mình luôn. Cho nên là nếu các bạn với ký túc xá thì hãy chọn ký túc xá nhé. Ok, thì đó là thuận lợi của ký túc xá, còn bây giờ sẽ là thuận lợi của nhà trọ nha. Nếu bạn chọn ở nhà trọ thì nó sẽ có hai phương án, đó là bạn chọn ở một mình hoặc là ở với người thân, bạn bè, gia đình. Thì ở trọ khác ký túc xá một cái, đó là bạn sẽ không phải chịu tính khí khó ở của bất kỳ ai hết. Nếu mà bạn ở một mình thì bạn sống một mình đơn côi thì chẳng có ai phải nhìn mặt sống mặt qua là sống cả. Còn nếu mà bạn chọn sống với bạn bè, gia đình thì đó là những người bạn tin tưởng nhất, những người mà bạn đã chọn ở rồi, bạn đã chấp nhận rồi, thì cuộc sống bạn sẽ vô cùng thoải mái. Tiếp theo đó là ở nhà trọ thì bạn sẽ được nấu tất cả những món ăn mà bạn thích luôn. Khác với ký túc xá thì bị cấm nấu ăn vì sợ cháy nổ, thì ở nhà trọ bạn có thể nấu bất cứ cái gì, dẫn bạn bè về phòng nấu ăn thoải mái luôn. Thuận lợi của nhà trọ đó là bạn không phải đợi chờ trong việc bạn vệ sinh cá nhân hay là tắm rửa. Khác ở ký túc xá là nó sẽ mất nhiều thời gian hơn. Ví dụ bạn chỉ dậy trễ xong rồi hết 5 phút, nhưng mà bạn lại mất cả 20 phút để chờ người đó ra. Hoặc là tiếp theo của nhà trọ đó là giờ giấc thì vô cùng thoải mái luôn. Bạn có thể đi qua đêm hoặc là không về nhà hoặc là về trễ thì đều được hết. Nhưng mà còn tùy nha, sẽ có nhà trọ sẽ có một cái giờ giới nghiêm khác, yêu cầu bạn về trước 11 giờ. Giống như còn đối với những cái nhà trọ khác thì họ lại không yêu cầu quá khắt khe về việc thời gian hết. Giống như hồi ở cấp 3 thì mình đã từng ở nhà trọ thì ông chủ không có quá khắt khe về thời gian, và có một lần thì đó là sinh nhật của mình rồi, mình đã đi qua đêm cho tới 2 giờ sáng, nhưng mà vẫn không bị gì hết. Là giờ rất thoải mái, cực kỳ ok luôn. Ok, thì đó là những thuận lợi, và thuận lợi thì sẽ luôn đi kèm với những hạn chế. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng đến với hạn chế của ký túc xá nhé. Bất lợi đầu tiên mà mình không thích chút nào đó là việc bạn phải xếp hàng đợi chờ thang máy. Thì tòa mình là cái tòa cao nhất, 15 tầng lận, và chỉ có 3 cái thang máy, mà đôi khi thì chỉ có khoảng 1 đến 2 thang máy hoạt động thôi. Thì việc mà mình lên tới tận phòng mình là tầng 8, nó là rất là mất thời gian khi mình phải đợi chờ thang máy xuống rồi lại đi lên. Rồi khi mà mình cần có việc nào đó vô cùng là gấp hoặc là mình đi trễ thì mình vẫn phải đợi thang máy từ 5 đến 10 phút. Bất lợi tiếp theo đó là khi mà ở ký túc xá thì tất nhiên là sẽ có nhiều người, và mỗi người như vậy thì sẽ có mỗi quan điểm, và việc bạn bất đồng quan điểm với họ thì là chuyện hết sức bình thường. Nhưng mà nếu như mà cứ bất đồng hoài như vậy thì cuộc sống sinh viên của bạn sẽ rất là nhàm chán, rất là tẻ nhạt luôn. Nên là nếu như bạn chọn ở ký túc xá thì tốt nhất là bạn nên chọn những người bạn nào hợp với tính cách của bạn nhất, để mà tránh cái tình trạng đó là chuyển phòng sau năm lớp đại học nha. Hạn chế tiếp theo đó là không gian thì sẽ không được yên tĩnh ra lắm. Tại vì nhiều người mà lúc nào cũng nghe âm thanh mà, đúng không? Thì khi mà bạn có những kỳ thi sắp tới hoặc là những bài kiểm tra thì bạn cần một không gian yên tĩnh, thì ký túc xá chắc chắn không phải là một nơi yên tĩnh đâu bạn. Tại vì buổi tối thì sẽ có rất là nhiều bạn sinh hoạt ở dưới sân, thì sẽ có hát hò này, la hét này, nó sẽ làm ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả học tập của bạn. Cho nên là nếu như mà bạn muốn có một cái học tập yên tĩnh hơn đó, thì hãy đến những nơi như là thư viện này, hoặc là ra một quán nước nào đó yên tĩnh một chút. Hạn chế tiếp theo đó là hồi nãy thì mình cũng có nhắc ở đầu clip rồi, thì đó là vấn đề không được nấu ăn. Thì do là vấn đề an ninh, sợ cháy nổ, sợ gây ảnh hưởng nhiều đến các phòng khác, thì ban quản lý ký túc xá sẽ không cho các bạn nấu ăn trong phòng đâu. Và thứ duy nhất mà các bạn có thể tự nấu đó là mì tôm. Mình cũng thấy có rất là nhiều bạn nấu ăn lén trong phòng, nhưng mà nếu như mà bạn không muốn phải ra khỏi ký túc xá sớm hoặc là bị đuổi khỏi ký túc xá thì đừng nên mạo hiểm nha. Và nếu như mà có ý định nấu lén thì hãy kín tiếng một chút, đừng để lộ ra ngoài, nhiều khi nó là bất lợi cho bạn đó. Hạn chế tiếp theo đó là giờ giấc thì rất là nghiêm ngặt luôn, và ở ký túc xá sẽ có một cái giờ giới nghiêm đó là 11 giờ. Và nếu như mà qua 11 giờ rồi mà bạn còn lang thang ở dưới ký túc xá thì chắc chắn là bảo vệ sẽ lấy đèn pin rọi thẳng vào mặt bạn và yêu cầu bạn lên trên phòng ngay lập tức. Hoặc là có những trường hợp các bạn đi làm này, về trễ này, thì mình nghĩ là các bạn nên có một cái đơn, làm một cái đơn cho ban quản lý ký túc xá để mà hỏi biết rằng là giờ đó bạn về và bạn đi làm công việc của bạn chứ không phải là bạn đi chơi hay gì đó. À, mình nhắc rồi nha, nếu như mà các bạn có đi chơi hoặc là lên trễ ký túc xá mà không có giấy gì hết đó, thì các bạn sẽ bị ghi tên bởi bảo vệ tòa của bạn. Và mình có được nghe nói là nếu như mà giết bạn bị ghi tên quá 3 lần á thì hình như là bị gọi điện về trong phụ huynh á, cho nên là hãy lưu ý điều này nha. Hạn chế của nhà trọ đó là chi phí vô cùng cao, không cao lắm. Đối với nhà trọ Sài Gòn á, thì nó sẽ dao động từ 700.000 đến 2 triệu cho một tháng. Và ở phòng trọ thì nó hơi nóng một chút xíu. Rồi mình chắc chắn với các bạn luôn là ở nhà trọ Sài Gòn sẽ vô cùng nóng luôn. Nếu như mà bạn có máy điều hòa thì nó sẽ khác. Còn nếu như mà chọn ở bình thường thôi thì nóng cực kỳ. Ở cái túc xá thì mát hơn nhiều. Hãy lưu ý nha. Hạn chế tiếp theo đó là bạn sẽ dễ bị lừa hơn. Tại vì ở phòng trọ bây giờ thì sẽ có những cái chủ trọ rất là không có tâm đó. Họ sẽ lừa tiền cọc của bạn này, hoặc là cái phòng bạn sắp ở sẽ có những cái điều gì đó về tâm linh, nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của bạn, nhưng mà họ lại không đề cập đến vấn đề đó để cho bạn biết để mà đề phòng. Tốt nhất là nếu bạn chọn ở trọ thì hãy tìm hiểu kỹ trên các trang web ở trên fanpage của Facebook này, hoặc là có thể đến trực tiếp nơi trọ của bạn để hỏi những người hàng xóm xem là phòng trọ đó như thế nào và cô chủ như thế nào để mà suy nghĩ kỹ hơn về quyết định chọn trọ nơi đó. Hạn chế tiếp theo đó là nhiều chủ trọ sẽ vô cùng là khó tính luôn, đặt ra rất là nhiều những cái trò tai quái để mà lừa tiền của bạn. Tốt nhất là nếu như mà bạn ở trọ thì hãy có một sự rõ ràng ngay từ đầu, đó là hãy làm một cái hợp đồng và đọc kỹ cái hợp đồng đó xem là mình sẽ được hưởng những quyền lợi gì và có nghĩa vụ như thế nào. Tại vì nếu như không có hợp đồng đó, thì khi mà bạn đang ở giữa tháng như vậy thì họ sẽ bày vẽ ra những thứ mà bạn phải đóng tiền, giống như là hàng tháng bạn vẫn đóng số tiền điện như vậy nhưng mà bạn sống khoảng được lâu rồi thì họ lại nói là tiền điện lên rồi tiền nước lên và yêu cầu bạn phải thanh toán thêm cho họ, thì điều này sẽ vô cùng bất lợi với mình, cho nên là hãy lưu ý về vấn đề làm hợp đồng trước khi quyết định ở trọ nha. Hạn chế tiếp theo chắc có lẽ cũng là nỗi sợ của rất nhiều người, đó là an ninh sẽ không tốt bằng ở ký túc xá. Tại vì ở ký túc xá thì sẽ có rất là nhiều bảo vệ, đúng không? Còn ở trọ thì nếu bạn chọn ở trọ một cách giá bình dân thôi thì sẽ chẳng có ai bảo vệ về tài sản của bạn hết. Mình đã gặp rất là nhiều trường hợp các bạn bị bẻ khóa này, bị trộm vào nhà này, rồi mất rất là nhiều tài sản có giá trị. Rồi sau khi mà mất tài sản thì người ta lại nói là của đi theo người, đúng không? Nhưng mà mỗi tài sản như vậy thì có một giá trị ý nghĩa đối với bạn. Nếu mà mất đi thì sẽ là một cái nỗi đau tinh thần cũng vô cùng lớn, vô cùng nặng nề luôn á. Tại vì mình cũng là một người từng ở trọ và cũng đã mất rất là nhiều đồ giá trị, cho nên là mình cảm thấy là ở trọ sẽ có những cái rất là vui nhưng mà qua đó sẽ cũng có những cái rất là buồn. Tại vì những cái đã mất rồi thì sẽ không tìm được. Ok, thì nhà trọ và ký túc xá đều có những hạn chế riêng biệt của nó và những thuận lợi đặc thù của nó. Thì mình mong là qua những cái chia sẻ vừa rồi thì các bạn có thể hình dung là mình nên ở nhà trọ hay ký túc xá rồi, đúng không? Mình hy vọng là các bạn sẽ sáng suốt và quyết định thật là chính chắn hơn trong việc lựa chọn nơi ở trong 4 năm đại học của bạn. Và mình cũng có thể khuyến cáo các bạn là nên chọn ở 2 năm đầu ở ký túc xá và 2 năm sau ở nhà trọ. Như vậy thì bạn có thể trải nghiệm hết tất tật những cái mà mình vừa nói cho các bạn nha. Thì mong là các bạn sẽ ủng hộ clip của mình và đừng quên like và subscribe kênh YouTube của mình nhé. Cảm ơn các bạn. À, khoan đã, chưa hết clip. Thì nếu như các bạn muốn xem lại 2 vlog đầu tiên mà mình chia sẻ thì hãy vào phần description box ở bên dưới clip này.